Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan y tế giải Gaza tiết lộ thông tin trên ngày 15 tháng 5. Theo AFP, 10 người, gồm 8 trẻ em và 2 phụ nữ, bị chôn vùi sau khi tòa nhà 3 tầng nơi họ đang trú ẩn bị sập trong một đợt không kích của quân đội Israel. Tòa nhà nằm trong trại tị nạn Shati thuộc thành phố Gaza. Đây là trại tị nạn lớn thứ 3 trên lãnh thổ Palestine. Hiện chính quyền Israel chưa đưa ra bình luận về trường hợp này. Giới chức Israel trước đó khẳng định các vụ không kích và pháo kích chỉ nhắm vào lực lượng Hamas ở dải Gaza. Một số quan chức quân đội Israel thừa nhận họ không thể phát cảnh báo tới dân thường Palestine như trước đây. Giao tranh giữa Israel và Hamas đã kéo dài sang ngày thứ 6 liên tiếp mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáp trả lại các đợt bắn rocket của Hamas, Israel đã tiến hành hàng trăm đợt không kích và pháo kích vào dải Gaza. Các nước thuộc cộng đồng Ả Rập đang hết sức lo lắng trước tình hình giao tranh và mong muốn thiết lập lệnh ngừng bắn. Theo Reuters, Ai Cập, nước đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao, đã đưa xe cứu thương đến Gaza để chở những người Palestine bị thương đến các bệnh viện Ai Cập.